Xin chào các bạn. Vào chiều ngày 20 tháng 4 năm 2022, trong cuộc gặp gỡ báo giới đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper đã trả lời câu hỏi của phóng viên về hỗ trợ của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Theo đại sứ, Mỹ có cam kết sẽ hợp tác để giúp Việt Nam tăng cường năng lực đảm bảo an ninh hàng hải. Một phần trong nỗ lực này là trong những năm qua, lực lượng tuần duyên Mỹ đã chuyển giao cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam 2 tàu tuần tra. Đây là một minh chứng rất rõ ràng cho mối quan tâm của Mỹ đối với việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải. Chúng tôi đã sẵn sàng để chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam, đại sứ nói. Vâng, như vậy là mối quan hệ Việt-Mỹ vẫn hết sức tốt đẹp, không như nhiều người lo lắng. Chúng ta biết rằng, ngày 2 tháng 3 năm 2022, tại phiên họp đặc biệt, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine với 141 trên 193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, có 5 nước bỏ phiếu chống và 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đã bỏ lá phiếu trắng. Đặc biệt hơn, vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, Việt Nam và 24 nước đã bỏ phiếu chống cùng với 58 nước khác bỏ phiếu trắng phản đối việc loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền. Một điểm đáng lưu ý là hội đồng này đã bị Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley chỉ thẳng đích danh là đạo đức giả và vụ lợi và là sự nhạo báng về quyền con người trước khi rút hoàn toàn khỏi hội đồng này. Vâng, và kính thưa các bạn, mới đây nhất, ngày 19 tháng 4, theo dịch vụ báo chí quân khu miền Đông của Liên bang Nga, Nga và Việt Nam sẽ tổ chức tập trận chung. Trong hội nghị diễn ra tại Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không, có ý kiến cho rằng mục đích của cuộc tập trận chung này là nâng cao kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức huấn luyện chiến đấu, tăng cường năng lực lãnh đạo đơn vị trong tình huống chiến thuật khó khăn cũng như xây dựng các giải pháp phi tiêu chuẩn khi thực thi nhiệm vụ. Các bộ quốc phòng hai nước Nga và Việt Nam đã họp bàn lập kế hoạch qua đường truyền video trực tuyến. Ngày và địa điểm chính xác cho cuộc tập trận chung chưa được công bố, nhưng được biết hoạt động này có tên là Liên minh Lục địa 2022. Vào chiều ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, thông tin về việc Việt Nam và Nga sắp giao lưu, luyện tập chung được quan tâm đặc biệt. Trả lời về vấn đề trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, chủ trương nhất quán của Việt Nam là các hoạt động hợp tác quốc phòng với các nước, bao gồm giao lưu, luyện tập chung, phục vụ hội thao, hội thi, là nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị, đoàn kết, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới, bà Hằng khẳng định. Như vậy, chúng ta thấy là Việt Nam liên tục có các bước đi ngoại giao, thoạt nhìn có vẻ như là chống đối với nước Mỹ. Điều này khiến nhiều người lo lắng mối quan hệ Việt-Mỹ có thể bị ảnh hưởng lớn. Ngoài ra, nhiều ý kiến lo ngại Việt Nam từ bỏ thế trung lập để theo Nga, ngả theo Nga, trong thời điểm hết sức nhạy cảm là Nga đang tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Như vậy thì Việt Nam sẽ dễ bị nhận trừng phạt của Mỹ và đồng minh. Thế nhưng, những gì Việt Nam làm đều có lý do của nó và có sự hợp tình, hợp lý. Điều đó đã được chứng minh bằng tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Và nó cũng cho thấy không những mối quan hệ của Mỹ và Việt không xấu đi, mà Mỹ còn sẵn sàng bàn giao tàu tuần duyên thứ 3 cho Việt Nam. Chúng tôi cho rằng nước Mỹ đã biết các thông tin về việc tập trận Việt-Nga. Thế nhưng nên nhớ rằng tại Biển Đông, Việt Nam hiện là ngọn cờ đầu trong cuộc chiến chống âm mưu bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thử hỏi tại Biển Đông có lực lượng nào đủ sức và dám đối đầu với Trung Quốc như Việt Nam hiện nay không? Xin thưa là không ai ngoài Việt Nam. Mặc dù phải thừa nhận Trung Quốc được đầu tư mạnh mẽ hiện đại với lực lượng hùng hậu hơn hẳn chúng ta, nhưng Việt Nam luôn có cách làm Trung Quốc phải nể sợ. Thế nên nói đúng ra Mỹ cần Việt Nam lúc này hơn bao giờ hết để kiềm chế Trung Quốc và thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của mình. Nên nhớ vào ngày 11 tháng 2 năm 2022, Mỹ công bố chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mới, trong đó Việt Nam là đối tác hàng đầu khu vực. Cần phải nói thêm rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ thường là nhìn vào lợi ích rồi mới áp đặt. Thế nên việc Mỹ trừng phạt Việt Nam lúc này là không khả thi, mà đúng hơn là Mỹ đang muốn tranh giành sự ảnh hưởng với Việt Nam để phục vụ những lợi ích của mình. Chúng ta cần hết sức bình tĩnh và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Kính thưa các bạn, bên cạnh đó, trao đổi với báo giới chiều ngày 20 tháng 4 năm 2022, trong cuộc gặp gỡ báo giới đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Mark Knapper nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Mỹ lên quan hệ đối tác chiến lược không chỉ là ưu tiên trong nhiệm kỳ đại sứ của ông, mà là còn ưu tiên của chính quyền Mỹ. Ông nhấn mạnh, việc nâng cấp quan hệ hai nước chắc chắn không chỉ ưu tiên cá nhân đại sứ mà là ưu tiên của chính quyền Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris khi đến thăm Việt Nam năm 2021 đã nhấn mạnh ý muốn mạnh mẽ của Mỹ để nhằm tăng cường quan hệ hai nước. Theo đại sứ Knapper, đã đến lúc nâng cấp quan hệ hai nước. Đã gần 10 năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Việc nâng cấp quan hệ không chỉ thể hiện chính xác quan hệ giữa hai nước hiện nay mà còn mở ra cơ hội làm sâu sắc hơn, cởi mở và mở ra cơ hội mở rộng hợp tác giữa hai nước, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, năng lượng. Nếu đây không phải là quan hệ đối tác chiến lược thì tôi không biết như thế nào mới là chiến lược, đại sứ Mark Knapper nói. Vâng, riêng về câu nói này thì tôi hoàn toàn đồng ý với ngài đại sứ. Hãy cứ nhìn vào các số liệu thống kê về hợp tác giữa hai nước sẽ thấy. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng khoảng 250 lần, từ 450 triệu đô năm 1995 lên hơn 111 tỷ đô la năm 2021. Đặc biệt, kim ngạch song phương năm 2021 tăng gần 21 tỷ đô so với năm 2020, bất chấp đại dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại thứ hai có kim ngạch thương mại vượt mốc 100 tỷ đô với Việt Nam. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ. Nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác có đầu tư lớn tại Việt Nam, với gần 1.150 dự án đang hoạt động, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10,3 tỷ đô la, xếp thứ 11 trên 141 nền kinh tế có đầu tư tại Việt Nam. Những con số trên là điều mà nhiều đối tác mang danh nghĩa chiến lược nhưng còn lâu mới đạt được những hợp tác như vậy. Thế nên tôi mới nói rằng tôi hoàn toàn đồng ý với ngài đại sứ. Thực chất mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã mang tầm chiến lược rồi, chỉ còn cái danh xưng chưa được đặt mà thôi. Việc khi nào đổi tên mối quan hệ thành chiến lược thì còn tùy thuộc vào cuộc làm việc giữa hai bên và một số yếu tố nhằm tăng cường tin cậy lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta cũng mong rằng đó là một ngày không xa. Quay trở lại với việc Mỹ cung cấp tàu tuần duyên cho Việt Nam thì đây cũng là một trong những yếu tố thể hiện mối quan hệ chiến lược. Việc tặng tàu tuần duyên này cho Việt Nam là một ví dụ cụ thể nữa về tăng cường quan hệ đối tác an ninh Hoa Kỳ-Việt Nam trong khu vực, một tuyên bố từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết. Trước đó, thì tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu tuần tra USCGC Morenthau cho Cảnh sát biển Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2017. Việc chuyển giao tàu và các hỗ trợ liên quan có tổng giá trị khoảng 24 triệu đô la là viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Việt Nam. Sau khi chuyển giao, tàu được đổi tên thành CSB-8020. Tiếp đến thì tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu CSB-8021, trước đây là tàu John Midget cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. Việc chuyển giao tàu CSB-8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng trị giá hơn 27 triệu đô la. Đây là các tàu tuần duyên lớp Hamilton, từng thuộc biên chế tuần duyên Mỹ, là lớp tàu tuần tra lớn nhất của tuần duyên Mỹ vào những năm 1960. Việc bàn giao các tàu tuần duyên chưa hẳn là quan trọng với Việt Nam chỉ vì năng lực của nó. Thay vào đó, đó là tín hiệu hợp tác sâu sắc hơn giữa Mỹ với Việt Nam. Tất nhiên, chính sách quốc phòng của Việt Nam sẽ không liên kết với nước này để chống lại nước khác. Trong một động thái khác, phát ngôn viên Cảnh sát biển Hoa Kỳ Trung úy Scott Carr đã phát biểu trong một tuyên bố. Lần chuyển giao này củng cố mối quan hệ đối tác giữa Cảnh sát biển Hoa Kỳ và Cảnh sát biển Việt Nam, tăng khả năng hợp tác giữa các quân chủng và sau cùng là tăng cường hợp tác trong công tác quản trị hàng hải trong một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đó là tuyên bố khi mà Mỹ bàn giao các cái tàu Cảnh sát biển trước đây cho Việt Nam. Như vậy là bất chấp việc Việt Nam có các quan điểm trái ngược với Hoa Kỳ về vấn đề cuộc chiến ở Ukraine của Nga cũng như các vấn đề liên quan đến Liên bang Nga, nước Mỹ vẫn tiếp tục muốn thắt chặt và nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Điều này cho thấy vị thế và phương thức ngoại giao của Việt Nam vô cùng khôn khéo, tinh tế. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hết sức cảnh giác trước mọi nguy cơ gây mất an ninh, an toàn và tự chủ của đất nước. Ý kiến của các bạn thế nào? Xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một share, một comment, cái nút đăng ký kênh và cái nút hình quả chuông nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều.